Chào anh em nha. Hiện giờ là em đang soạn lưỡi để mà gửi cho khách đặt hàng bên em. Đây là mẫu trứng rùa nha anh em. Trứng rùa này là anh em có thể vừa câu mà kéo hoặc là câu vịt đều được hết nha. Lưỡi này là đường kính nó 2 ly 4. Đường kính 2 ly 4. 2 ly 4 này kéo cá tầm 2 kg đổ lại là bao dính nha. 2 kg, nói 2 kg 2 kg như vậy thôi, nhưng mà khách em lấy lưỡi dạng 2 ly 4 này có lấy lưỡi để mà câu thử cá chê là có thể câu được cá cỡ 4 5 kg nha anh em. Đã có khách lấy lưỡi này câu thử cá chê là câu được cá dính cá 4 5 kg rồi. Khách mới đặt 2 lưỡi này bên Kiên Giang nè. Mình chuẩn bị ship qua bên Kiên Giang. Hai ly tư nha anh em. Lưỡi bao đẹp. Bao đẹp, bao dính cá. 3 lưỡi này thì đường kính nó 2 ly nha. 2 ly này câu cỡ chừng 1,5 kg đổ lại. Nhưng mà khách đặt cá nhỏ để câu cá cò thôi. Câu cá cò thì câu dài 100 g, dài dài lạng đến mà nửa ký đổ lại. Làm 3 gọng này là có gọng giật kéo, nhưng mà chỉ cần căng nhợ 1 lưỡi, còn lại là chỉ cần căng nhợ thôi là dính nha. Nhưng mà nói như vậy thôi, nhưng mà bên em là làm lai hết, là anh em có thể vừa câu kéo vừa câu giật hết 3 lưỡi hết. Anh em nào câu mà không dính liên hệ bên em thì sẽ được đền hàng hết. Hàng bên em là làm bao nha. 3 lưỡi lai, lưỡi này ác lắm nè. Lưỡi này phan đít xong hồng điện nha. Phan đít này, phan đít ngang nha anh em. Mấy lưỡi này thì dùng sông Hồng Cỏ. Anh em muốn dùng sông Hồng Cỏ hoặc là sông Hồng Điện thì em cũng có thể làm cho anh em hết. Anh em đặt cọng nào thì em làm cọng đó nha. Có mẫu đưa cho hình cho em coi em cũng làm luôn. Hoặc là gửi thép cho em cũng làm nữa nha. Anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ bên em. Em có để số điện thoại bên dưới á, hoặc là liên hệ trên cái trang Facebook của em á, em có để đường link phía bên phía trong phần mô tả. Anh em nhấp vô cái đường link thì nó ra bên lưỡi cao ba đấu như gì nè. Đây là trang của em. Này khách câu dính cá nha. Cá bên em là câu là bao hết. Buôn bán làm ăn uy tín đàng hoàng. Anh em cứ like trang đi hoặc là bấm theo dõi kênh bên em thì có gì liên hệ bên em làm cho nha. Dòng này là dữ lắm nha, câu vịt hoặc là câu kéo đều được hết. Còn mấy dòng nhỏ nhỏ này anh em này có nhu cầu lấy câu cá ngát hoặc là cá chẽm nhỏ nhỏ không dính nha. Dòng này cá chẽm nhỏ nhỏ không dính luôn nè. Cá chẽm cỡ 4 kg đổ lại dính nha. Dòng này thì anh em có thể lấy câu cá tra được luôn, cá tra hoặc là câu ếch. Sử dụng đem đi câu ếch được. Đây. Khách bên em đặt cho mày câu dính rồi nha anh em. Khách khác đặt. Cái này là khách cũ đặt lại thêm 2 lưỡi nữa. Là trước đặt 2 lưỡi rồi câu im quá, giờ đặt thêm 2 lưỡi nha. Khách này là khách mới đặt 3 lưỡi. Anh em đều liên hệ bên em thì em đặt hàng nha. Là liên hệ bên em đặt hàng em sẽ giao hàng nha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi. Đây là trang của em.